Xin kính chào quý phụ huynh và toàn thể anh chị em. Kính thưa anh chị em, cho đến hôm nay là 19 ngày giáo sư của chúng ta bị phong tỏa vì đại dịch Covid. Có hàng nghìn anh chị em của chúng ta phải đi cách ly tập trung trong giáo sư của chúng ta, thì các gia đình chúng ta cũng phải cách ly và tuân thủ những cái việc giãn cách xã hội theo như các cơ quan hữu trách đã đề nghị. Trong thời gian vừa qua, chúng ta nhận được rất nhiều những tình cảm tốt đẹp từ quý bề trên, rồi quý cha trong và ngoài giáo phận, quý anh chị em trong các giáo xứ liên hệ, cũng như là các giáo xứ trong và ngoài giáo phận, cũng như giáo hạnh của chúng ta, rồi từ Mỹ, rồi từ Sài Gòn, rồi các nước khác cũng đã gửi thư, gửi điện để động viên khuyến khích chúng ta. Như vậy là chúng ta không có bị bỏ rơi trong cơn đại dịch, và qua cái cơn đại dịch này thì chúng ta lại thấy một giáo hội hiệp thông được thể hiện rõ nhất trong đời sống của giáo hội và biến cố này. Đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Ngài Cha Chung, kính yêu của chúng ta, Ngài luôn luôn theo dõi, động viên, cầu nguyện cho chúng ta ngay từ những ngày đầu tiên khi giáo xứ chúng ta phong tỏa và có anh chị em bị nhiễm sars covid, thì Đức Tổng Giám mục đã gọi điện để hỏi thăm, động viên và những anh chị em. Ngày hôm qua thì Ngài đã gọi điện để hỏi thăm tình hình của giáo xứ, và sáng ngày hôm nay thì Ngài gửi cho giáo xứ chúng ta một bức thư phục vụ, một bức thư chứa đầy tình cha con, một bức thư chứa đầy tinh thần giáo hội, sự an ủi vỗ về. Vậy giờ đây kính xin quý cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời cha chung của chúng ta, Đức Tổng Giám mục Su Sen gửi đến cộng đoàn giáo xứ Phú Đa chúng ta. Toàn Tổng Giám mục Hà Nội ngày 3 tháng 6 năm 2021, kính gửi cha Su Sen Phạm Minh Triệu, chính xứ Phú Đa, hội đồng mục vụ và anh chị em tín hữu xứ Phú Đa. Thưa cha và anh chị em, đại dịch Covid bùng phát lần thứ tư diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, gây thiệt hại trong nhiều lĩnh vực. Đối với giáo xứ Phú Đa, đợt dịch này ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Qua cha xứ, tôi được biết hiện tại có hơn 1.000 người giáo dân phải cách ly tập trung. Những người còn lại trong giáo xứ cũng phải thực hiện hình thức giãn cách xã hội để tránh dịch bệnh lây lan. Nhà thờ phải đóng cửa. Hằng ngày, cha xứ phải dâng lễ riêng. Những thực hành đạo đức khác như trầu thánh thể, lần hạt mân côi cũng phải thực hiện qua hình thức trực tuyến. Mọi sinh hoạt hàng ngày phải tạm dừng hoặc hạn chế tới mức tối thiểu. Qua những thông tin tôi được biết, cha xứ, hội đồng giáo xứ và anh chị em rất tích cực công tác để góp phần đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội và áp dụng các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh. Mặc dù phải cách ly tập trung, quý ông bà và anh chị em vẫn giữ những sinh hoạt đạo đức như đọc kinh, kinh lòng Chúa thương xót, lần hạt mân côi. Những sinh hoạt đạo đức này vừa nuôi dưỡng đức tin, vừa giúp chúng ta tìm được bình an giữa mọi thử thách gian nan. Qua thư này, tôi bày tỏ tâm tình hiệp thông với cha xứ và anh chị em. Đồng thời khẳng định với anh chị em, tôi luôn cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ Phú Đa đang trải qua những ngày khó khăn. Đặc biệt, tôi cầu nguyện cho những người dương tính với Covid-19. Xin Chúa ban ơn chữa lành để họ sớm bình phục. Nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh
Giuse, xin Chúa ban ơn cho cha xứ và mọi người sức khỏe, niềm vui và bình an. Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội. Xin chúng ta cùng ngồi một tràng vỗ tay để cảm ơn Đức Tổng Giám mục vì cha chung của chúng ta. Chúa để xin Chúa nâng đỡ và thêm sức cho chúng ta.